các bạn, sau hơn 30 phút di chuyển bằng thuyền thì chúng tôi đã đến với địa điểm mà mọi người dân trong những ngày gần đây đã đến check-in, gọi là rừng sau sau ạ. Vâng, đứng bên cạnh tôi lúc này đây là những bạn trẻ đã đến đây để tham quan cũng như check-in đúng không ạ? Vậy thì cho chị hỏi các bạn đến từ đâu ạ? Bọn em đến từ Hà Nội ạ. Đầu tiên thì bọn em thấy là thiên nhiên ở đây thực sự là rất là trong lành ạ. Bọn em rất thích không khí ở đây, nó khác xa vào những thành phố mà nhộn nhịp như kiểu ở Hà Nội ạ. Đúng là một lần em được trải nghiệm kiểu gọi là đi thuyền trên hồ thủy điện như thế này ạ. Đúng là một trải nghiệm đáng có trong đời ạ. Còn em ạ, cảm nhận của em như thế nào khi mà em đã cùng với nhóm bạn của mình đặt chân vào cái địa điểm check-in mà những ngày gần đây ở Quảng Trị đang còn rất là rầm rộ cái phong trào này? Trải nghiệm lần này là em đi với các bạn thì đây bạn Thảo đây quê ở Quảng Trị thì bạn đã kiểu lập ra một cái danh sách những nơi cần phải đến, rồi là một cái plan rất là chi tiết để bọn em có thể thăm thú kiểu đi là trải nghiệm ấy ạ. Cho nên là em thấy một cái nó là một cái trải nghiệm rất là khác đối với em. Thế là em rất là thích từ cái thiên nhiên rồi là con người, kiểu mọi người hỗ trợ bọn em rất là nhiệt tình, rồi là em được trải nghiệm nhiều thứ nên là em rất là vui. Cái địa điểm mà chúng ta đang còn đứng đây gọi là những cái cây sáo sáo này thì các em thấy cái phong cảnh ở đây như thế nào? Em thấy là nó rất là yên bình, rồi là rất là đẹp ấy. Thường thì mọi người chỉ biết đến những cái địa điểm mà đã rất là nổi tiếng, đã có nhiều người đi đến rồi, nhưng mà thực ra ở Việt Nam thì có những cái nơi mà mặc dù không nhiều người biết đến nhưng mà thực sự là cái rất là đáng để thử, đúng rồi ạ. Chào em ạ, em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình? Dạ, em là Thạch Thảo ạ. Em là dân Quảng Trị chính gốc và em đang học tập và sinh sống tại Hà Nội ạ. Lý do gì mà hôm nay em lại mời những bạn ở Hà Nội đến với quê mình? Thứ nhất là đương nhiên là bởi vì là đấy là những người bạn em rất là trân trọng ở trong đời. Ở cả thứ hai là em nghĩ là Quảng Trị là một cái nơi rất là đáng để trải nghiệm. Thế nên là em muốn là mọi người có thể tách biệt ra khỏi cái cuộc sống xô bồ của những cái thành phố để có thể trải nghiệm những cái câu chuyện ở vùng quê thôn giả như thế này. Trong vai là một người hướng dẫn viên du lịch thì em sẽ nói gì với khán giả của QRTV? Em nghĩ là bất kỳ ai cũng có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch, chỉ cần mình có niềm đam mê và thực sự yêu thích những cái phong cảnh mà mình đang đi tới ạ. Vâng, như các bạn trẻ vừa chia sẻ, đó là chúng ta hãy một lần đặt chân vào miền đất Quảng Trị, cũng như là bạn đứng cạnh mình đấy cũng nói một câu rất là hay, đó là tất cả ai trong chúng ta cũng đều có thể là một hướng dẫn viên du lịch. Chính vì vậy thì chúng tôi hy vọng rằng những ai chưa một lần đặt chân đến rừng sao sao này thì chúng ta cũng sắp xếp thời gian để đến đến một lần các bạn nhé. Cảm ơn anh Trần Văn Nhất đã cho chúng tôi những cái cảm giác trải nghiệm rất là tuyệt vời ở rừng cây sao sao này. Thưa anh có thể giới thiệu đôi nét về rừng cây sao sao này được không ạ? Nơi mà tất cả đoàn của chúng ta thì đang ở cái vị trí này là thuộc cái địa phận của xã Hướng Linh, Hướng Hóa, Quảng Trị. Thì đặc thù của cây sao sao này thì đây là một trong những cái loài cây phổ biến của người dân địa phương cũng như người bản địa ở đây, thì nó đã sinh sống và mọc ở đây từ rất là lâu rồi. Và cái cây này có tên gọi của nó là cây phong hương, và cái cây này thì với cái đặc thù lá của nó thì nó giống như một trong những cái rừng ở châu Âu, thì người ta gọi là cái cây phong hương, nhưng mà cái tiếng địa phương thì người ta gọi là cây sao sao. Vậy thì thời gian mà đẹp nhất của cái rừng cây sao sao này là vào thời điểm nào ạ? Theo như cái người địa phương cũng như mình là hướng dẫn viên bản địa ở đây thì cái thời gian của sao sao này nó đẹp nhất thì nó rơi vào tầm tháng 12 dương lịch, và còn và sau khi mà đến Tết xong thì cái cây này cũng tiến hành nó ra hoa và nảy lộc, và nó tạo lên một cái màu đỏ rất là đẹp, và nó kết hợp với cái làn nước của thủy điện Rào Quán thì nó tạo thành một cái nét cổ kính và đỏ lên rất là đẹp, và nó làm đầm lên cái núi rừng tại cái miền Tây Quảng Trị. Vâng, thưa anh, với cái việc đó là du khách đến đây chúng ta có thể check in chụp ảnh rừng cây sao sao này, thì ngoài ra còn có những cái hoạt động trải nghiệm nào thú vị nữa không? Vâng, thì hiện tại cái điểm nhấn của cái tour trên thủy điện Rào Quán, lòng hồ Rào Quán, thì cái điểm hot nhất cũng là chính là cái rừng cây sao sao. Nhưng mà bên cạnh đó thì ngoài những cái rừng cây sao sao thì ở đây có nhiều cái địa điểm mà check-in cắm trại cũng rất là đẹp. Vâng ạ, nghe anh Trần Văn Nhất giới thiệu thì Mỹ Nhi cũng rất là hào hức. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị khán giả cùng đến với địa điểm tiếp theo ạ. Thank you.
Sau khi mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm về cánh rừng sao sao này, thì đây, địa điểm mà mình đang ngồi ở đây đó chính là địa điểm cuối cùng ở trong chuyến du lịch khám phá. Và người ta thường gọi địa điểm này đó là địa điểm mà chúng ta dùng để cắm trại picnic bên những người thân và bạn bè. Và ngồi bên cạnh mình nhìn lúc này đây là anh Hồ Ngọc Tin, trưởng phòng văn hóa thông tin của huyện Hướng Hóa. Thưa anh ạ, vừa rồi em cũng như là anh Tin đã cùng nhau tham quan cái chuyện trải nghiệm về cái rừng du lịch sao sao này. Vậy thì kế hoạch của huyện trong cái thời gian tới để phát triển thêm cái loại hình du lịch này là gì ạ? Để tạo cho du khách đến với Hướng Hóa, đặc biệt là đến với Đồng Hồ thì Quảng Trị để ngắm rừng cây sao sao tay lá, cũng như là mọi người chiêm ngưỡng núi rừng cây xanh, thì phòng văn hóa sẽ là sắp tới sẽ làm việc với các cơ quan liên quan xây dựng các cái kế hoạch cũng như là đào tạo hỗ trợ bồi dưỡng cho các chủ thuyền làm sao đó mà đưa đón khách du lịch đảm bảo an toàn và thuận lợi trong vấn đề mà du khách đến và chụp ảnh và là lưu trú và cắm trại tại địa điểm mà đẹp nhất của trên lòng hồ thủy điện Quảng Trị. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. Thưa quý vị, vừa rồi thì Mỹ Nhi đã có một cái chuyến trải nghiệm về cảnh rừng sao sao rất là tuyệt vời ở Hướng Hóa. Và chúng tôi rất là mong muốn quý vị hãy dành thời gian vào thời điểm mà tháng 2 dương lịch có thể quay trở lại đây để mà tham quan cảnh rừng sao sao này ạ.